Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Nogusim 500 được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Amvi. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Nogusim 500 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Nogusim 500 Sefurosim 500mg Dạng bảo chế Viên nén Công dụng và chỉ định của Nogusim 500 Những khuẩn nhẹ và vừa ở đường hô hấp dưới, viêm tai giữa và viêm xoang tái phát, Viêm amidan và viêm họng tái phát do vi khuẩn nhạy cảm gây ra. Tuy nhiên, cefuroxime không phải là thuốc lựa chọn hàng đầu để điều trị những nhiễm khuẩn này, mà amoxicillin mới là thuốc ưu tiên sử dụng hàng đầu và an toàn hơn. Những khuẩn đường tiết niệu không biến chứng và nhiễm khuẩn da và mô mềm do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra. Bệnh lim thời kỳ đầu biểu hiện bằng triệu chứng ban đỏ loang do Borrelia burgdorferi. Cách dùng và liều dùng của Nogusim 500 Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Uống 250mg, 12 giờ một lần để trị viêm họng, viêm amidan hoặc viêm xoang hàm do vi khuẩn nhạy cảm. Uống 250mg hoặc 500mg, 12 giờ một lần trong các đợt kịch phát cấp tính của viêm phế quản mạn hoặc viêm phế quản cấp nhiễm khuẩn thứ phát hoặc trong nhiễm khuẩn da và mô mềm không biến chứng. Uống 125mg hoặc 250mg, 12 giờ một lần trong các nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng. Uống liều duy nhất một giờ trong bệnh lậu cổ tử cung hoặc niệu đạo không biến chứng hoặc bệnh lậu trực tràng không biến chứng ở phụ nữ. Uống 500mg, ngày 2 lần, trong 20 ngày, trong bệnh lim mới mắc. Chống chỉ định của Nogusim 500 Thuốc Nogusim 500 chống chỉ định đối với người bệnh có tiền sử dị ứng với kháng sinh nhóm Cephalosporin. Lưu ý khi sử dụng Nogusim 500 Mặc dù cefuroxim hiếm khi gây biến đổi chức năng thận, vẫn nên kiểm tra thận khi điều trị bằng cefuroxim, nhất là ở người bệnh ốm nặng đang dùng liều tối đa. Nên thận trọng khi cho người bệnh dùng đồng thời với các thuốc lợi tiểu mạnh, vì có thể có tác dụng bất lợi đến chức năng thận. Nên giảm liều cefuroxim tiêm ở người suy thận tạm thời hoặc mãn tính, vì ở những người này với liều thường dùng, nồng độ kháng sinh trong huyết thanh cũng có thể cao và kéo dài. Dùng cefuroxime dài ngày có thể làm các chủng không nhạy cảm phát triển quá mức. Cần theo dõi người bệnh cẩn thận, nếu bị bội nhiễm nghiêm trọng trong khi điều trị, phải ngừng sử dụng thuốc. Đã có báo cáo viêm đại tràng màng giả xảy ra khi sử dụng các kháng sinh phổ rộng, vì vậy cần quan tâm chẩn đoán bệnh này và điều trị bằng metronidazole cho người bệnh bị tiêu chảy nặng do dùng kháng sinh. Nên hết sức thận trọng khi kê đơn kháng sinh phổ rộng cho những người có bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là viêm đại tràng đã ghi nhận tăng nhiễm độc thận khi dùng đồng thời các kháng sinh aminoglycoside và cephalosporin. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của Nogusim 500. Thường gặp, đau rát tại chỗ và viêm tĩnh mạch huyết khối tại nơi tiêm truyền, tiêu chảy, ban da dạng sần ít gặp, phản ứng phản vệ, nhiễm nam candida, tăng bạch cầu ưa elsin, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, thử nghiệm cung dương tính, buồn nôn, nôn, nổi mày đay, ngứa, tăng creatinine trong huyết thành. Hiếm gặp, sốt, thiếu máu tan máu, viêm đại tràng màng giả, ban đỏ đa hình, hội chứng, Stevens Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc, vàng da tê rờ mật, tăng nhe AST, an nhiễm độc thận có tăng tạm thời ure huyết, creatinine huyết, viêm thận kẽ, co giật nếu liều cao và suy thận, đau đầu, kích động, đau khớp. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Nogusim 500, đồng thời biết cách sử dụng Nogusim 500 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.